chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mang Home. Đến với kênh YouTube của Mang Home, quý vị và các bạn sẽ có thêm nhiều những mẫu nhà đẹp, những mẫu thiết kế do đội ngũ Mang Home trực tiếp thiết kế và thi công trợ khói. Và trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu về Mang Home. Mang Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mang Home thì vui lòng gọi điện thoại tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để được nhân viên của Mang Home tư vấn nhé. Ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì chúng tôi còn có fanpage và Facebook cũng như là website để quý vị và các bạn dễ dàng cập nhật hơn nữa những tin tức của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể truy cập kênh Facebook với tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mang Home. Tôi xin nhắc lại nhé, Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mang Home. Ở đây thì ngoài những mẫu nhà đẹp thì chúng tôi đang có rất nhiều các chương trình khuyến mãi dành cho các quý khách hàng. Như quý vị và các bạn có ngay cơ hội dành ngay 1 triệu đồng khi quý vị và các bạn đăng ký gói thiết kế. Chương trình thì chỉ được áp dụng đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra đối với những hợp đồng thiết kế thì chúng tôi sẽ giảm 10% chi phí thiết kế khi quý vị và các bạn chúng ta ký kết hợp đồng online hay là giám sát công trình hoàn toàn miễn phí từ 3 đến 5 lần, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng và miễn phí 100% chi phí thiết kế, chiết khấu từ 3 đến 8% trực tiếp vào công trình khi quý vị và các bạn chúng ta đăng ký gói thi công trợ khói trước từ 3 đến 8 tháng. Với kênh website của Mang Home có tên miền là manghomegroup.vn, tôi xin nhắc lại nhé, manghomegroup.vn. Ở đây thì chúng tôi đã cập nhật rất nhiều những mẫu nhà, những đường link, những mẫu nhà cực kỳ đẹp mắt, và quý vị thích mẫu nhà nào chỉ cần click vào đường link đấy. Để ví dụ như tôi sẽ chọn mái nhà 2 tầng của anh Luật tại Hưng Yên. Đây là mẫu công trình thực tế quý vị nhé. Chúng tôi đã có những video thực tế dành cho quý vị và các bạn chúng ta có thể quan sát về ngôi nhà này. Mọi chi tiết về thiết kế và xây dựng trọn gói, quý vị vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi là 092-774-8888 hoặc là 092-924-5555. Với hai số này của chúng tôi đều có kết nối Zalo miễn phí quý vị nhé. Hoặc quý vị có thể nhận thông tin và tư vấn làm nhà thì đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ điện thoại trực tiếp cho quý vị, hoặc quý vị có thể nhắn tin và gọi điện thoại trực tiếp tới các số của chúng tôi. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế cho chủ đầu tư là chú Trần Văn Vương, có địa chỉ tại Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ như thường lệ chúng ta sẽ xem về phần ngoại thất của công trình này nhé. Nhìn thấy công trình quý vị có thể nhận thấy ngay đây là một công trình 2 tầng mái Nhật và mang lối thiết kế hiện đại đúng không ạ? Quý vị đã không còn quá xa lạ với những thiết kế 2 tầng mái Nhật. Tuy nhiên với việc mà đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi phối màu, quý vị có thể nhận thấy rất là đậm nét và đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng gam màu lạnh là gam màu chủ đạo với phần mái ngói màu xanh, phần tường màu xanh ghi kết hợp với phần tường trắng quý vị nhé, rất là nổi bật. Với phần tường trắng thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái phần đường kẻ chỉ cũng được sơn bằng màu xanh ghi để làm nổi bật cái vẻ đẹp của công trình và làm cái sự phá cách. Những cái khu vực mà chúng ta sơn tường xanh ghi, chúng ta cũng sẽ làm những cái khu vực đường kẻ chỉ bằng màu trắng. Việc mà chúng ta sử dụng những gam màu khác nhau và khá là đối lập với nhau thì làm nổi bật lên cái tông màu của ngôi nhà. Phía bên ngoài của chúng ta đây thì chúng ta sẽ để những khu vực để chúng ta có thể là trồng bồn hoa, cây cảnh đúng không ạ? Ngôi nhà thì cũng được sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Khi mà chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp thì ngôi nhà của chúng ta trở nên cao, bề thế hơn và làm ngôi nhà của chúng ta nhìn hình thái rất là cân đối đúng không ạ? Với những ngôi nhà hiện đại thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những hệ cột trụ. Hệ cột trụ vuông thì sẽ giúp nâng đỡ ngôi nhà. Việc mà chúng ta thiết kế cột trụ to bản như thế này được xung quanh bằng ốp bằng đá thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta nhìn rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Phía chân công trình thì chúng tôi cũng hoàn toàn ốp bằng các chất liệu là gạch hoặc là đá để giúp cho công trình của chúng ta bền mọc, tránh hiện tượng rêu mốc qua thời gian. Với một góc nghiêng khác của công trình thì quý vị có thể nhận thấy phần cửa chính thì chúng tôi sử dụng vật liệu đó chính là gỗ lim Nam Phi, gỗ tự nhiên. Còn các phần như là cửa sổ, phần cửa phụ và cửa đi thì chúng ta sử dụng chất liệu nhôm hệ. Nhôm hệ hiện nay là một chất liệu mà khá thành khá là hợp lý. Ngoài ra thì sẽ tránh hiện tượng là cong vênh, bối mọt đúng không ạ? Nhôm hệ cũng khá là dễ dàng về lắp đặt và cũng giúp cho không gian của chúng ta sáng hơn, thoáng hơn. Phần cửa chính của chúng ta được sử dụng bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi sẽ giúp cho khu vực nhà của chúng ta trở nên hài hòa về phần màu sắc hơn. Và nếu quý vị nào mà chúng ta không muốn sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, ví dụ nhà chúng ta đúng hướng nắng thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng chất liệu là vân thép giả gỗ cũng rất là đẹp mắt nhé. Với một không gian biệt thự 2 tầng như thế này thì chúng ta không thể nào không nhắc đến khu vực sảnh phụ. Đây là một lối tiếp cận thứ hai để chúng ta đi vào khu vực phòng bếp, tạo cái sự thuận tiện cho thành viên trong gia đình. Ở đây thì chúng tôi cũng đã trang trí khu vực bậc nhé, rất là đẹp mắt. Phía trên của chúng ta, khu vực lan can thì chúng ta sẽ sử dụng bằng chất liệu là sắt sơn tĩnh điện, vừa mang đến sự đơn giản và vừa giúp cho cái phần chi phí của gia đình được tiết kiệm. Quý vị và các bạn có thể thấy được cái hình ảnh bối cảnh chúng tôi phối từ phía ngoài công trình, tức là phần sân cổng. Ở đây thì những cái phần bờ tường bao thì chúng ta sử dụng những cái ô thoáng nhé. Việc mà chúng ta làm những ô thoáng như thế này thì cũng giúp cho không gian của chúng ta được thông thoáng hơn, tránh cái hiện tượng mà chúng ta xây những phần bức tường đặc thì nhìn rất là thô nặng và cảm giác rất là bí đúng không ạ?
Phần chân tường đây thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu gạch thì chúng ta ốp toàn bộ khu vực chân tường để giúp cho khu vực của chúng ta, nhà của chúng ta nó được sạch sẽ hơn. Với phần cổng thì chúng ta cũng thiết kế phần mái tương tự như phần mái ở ngôi nhà chính. Và phần cổng của chúng ta có kích thước rộng đủ cho chúng ta có thể là đi những phương tiện như là ô tô để chúng ta tiến vào ngôi nhà, đúng không ạ? Tất cả các công trình của Mark Home thì từ khâu thiết kế, khâu sản xuất đến khâu thi công cần được khớp nối một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Ở đây thì chúng tôi cũng đã bóc tách từng màu sơn khác nhau để phục vụ cho công trình. Chúng ta sẽ có 3 mảng màu chính là màu MH3587D, MH3626D và MH trắng. Quý vị có thể nhận thấy ở đây chúng tôi bóc tách rất là chi tiết nhằm đảm bảo khi công trình của chúng ta xây dựng xong nó sẽ tuân thủ theo bản thiết kế. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang đăng tuyển nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm như là sơn Mark Home, thiết bị vệ sinh, thiết bị ốp lát cũng như là các vật liệu của Mark Home. Nếu quý vị nào mong muốn để trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home thì vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để được nhân viên của Mark Home tư vấn. Chúng tôi đang đăng tuyển rất nhiều những đại lý tỉnh, đại lý vùng và đại lý miền. Quý vị nhanh tay để trở thành đối tác của Mark Home quý vị nhé. Với hình ảnh nhìn từ phía cao công trình thì quý vị có thể nhận thấy ở đây phần mái của chúng ta rất đẹp, đúng không ạ? Hệ mái Nhật luôn là hệ mái có độ dốc khá là vừa phải, khả năng thoát nước mưa, khả năng chống nóng tốt. Và về phần thẩm mỹ rất là chi tiết và đẹp mắt. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ thiết kế những khu vực như là để tét nước cũng như là thái dương năng, giúp cho cái quá trình sinh hoạt của chúng ta dễ dàng hơn, tiết kiệm điện năng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hồ sơ kỹ thuật chi tiết về công trình này. Đầu tiên thì sẽ là mặt phần mặt bằng định vị công trình. Mặt bằng định vị công trình thì sẽ cho chúng ta biết được hướng nhà, khổ đất của chúng ta và cái phần định vị công trình của chúng ta làm sao. Hoa gió chỉ về hướng bắc thì chúng ta xác định được hướng của ngôi nhà của chúng ta là hướng đông bắc, đúng không ạ? Phần diện tích khu đất của chúng ta, phần chiều rộng là 18m, chiều sâu là 21,4m. Tôi sẽ tạm tính diện tích khu đất này là 385m2 quý vị nhé. Ở đây thì khu vực công trình của chúng ta sẽ định vị so với khổ đất, chúng ta sẽ có khoảng sân khá là rộng, khu vực ở bên hông để chúng ta có thể được trồng cây, trồng bồn hoa, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mặt bằng nội thất tầng 1. Phần mặt bằng nội thất tầng 1 thì sẽ cho chúng ta biết được công năng, chiều dài, chiều rộng của công trình và bố trí công trình của chúng ta như thế nào. Ở đây thì chiều dài mặt trước là 9,2m và chiều sâu là 14m. Với diện tích mặt sàn đâu đó rơi vào khoảng 130m2 thì hãy xem chúng tôi bố trí công năng như thế nào nhé. Đầu tiên thì từ khu vực sảnh chính thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách thì có diện tích là 28m2 kết hợp với khu vực phòng ăn có diện tích là 18m2. Phòng khách thì chúng ta thì sẽ được bố trí khu vực sofa hình chữ Y, khu vực bàn trà tiếp khách, đúng không ạ? Và một kệ tivi ở phía ngay phía trước. Chúng ta sẽ có khu vực liên thông từ phòng khách đến phòng ăn làm không gian của chúng ta nhìn rất là rộng. Đây là khu vực mà chúng ta có một lối tiếp cận thứ hai, tức là khu vực sảnh phụ để giúp cho chúng ta có thể là vào khu vực bếp ăn. Ngoài ra thì tầng 1 sẽ được bố trí thêm với một phòng ngủ có diện tích là 18,5m2. Phòng ngủ này là một phòng ngủ master có một nhà vệ sinh khép kín bên trong để tạo sự thuận tiện cho các thành viên trong gia đình mỗi khi mà chúng ta sử dụng. Phía sau thì chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung với diện tích là 5,2m2. Nhà vệ sinh này thì được ngăn bởi một vách kính vị nhá và một lối ra ở khu vực sân ướt. Ngôi nhà này của chúng ta thì sẽ có 3 lối tiếp cận: sảnh chính, sảnh phụ và khu vực sân ướt. Khu vực sân ướt này chúng ta có thể hoàn toàn để sử dụng là khu vực giặt phơi hoặc là khu vực bếp phụ cho gia đình. Đến trên vị trí tầng 2 của chúng ta thì sẽ được bố trí đầu tiên sẽ là không gian phòng thờ. Phòng thờ thì có diện tích là 12,5m2. Quý vị lưu ý một chút là khi mà chúng ta thiết kế phòng thờ thì chúng ta sẽ không có các khu vực phòng ngủ nằm bên dưới hoặc là bên trên phòng thờ của chúng ta. Ở đây thì bên dưới của chúng ta là phòng khách, hợp lý rồi đúng không ạ? Phía phòng thờ của chúng ta, phía trước thì chúng ta sẽ có một khu vực ban công rộng 6,7m2. Với phần cửa sổ rộng, ban công rộng thì sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta đón được nhiều vượng khí và tài lộc. Chúng ta sẽ có các không gian khác bao gồm hai phòng ngủ số 2 diện tích là 15,3m2 và phòng ngủ số 3 có diện tích là 15,5m2. Hơi bất đáng tiếc một chút là phòng ngủ số 2 của chúng ta thì sẽ không được bố trí nhà vệ sinh khép kín, nhưng đổi lại thì phòng ngủ số 2 thì được sở hữu một diện tích khá là rộng và một khu vực ban công ở phía bên ngoài. Với phòng ngủ số 3 thì điều tuyệt vời hơn đó chính là sở hữu một khu vực ban công rộng 3,7m2 để chúng ta có thể là đặt một cái phần bàn trà nho nhỏ, chúng ta có thể thưởng thức những ly cà phê buổi sáng hoặc là những tách trà chiều rất là tuyệt vời. Và không thể thiếu một khu vực nhà vệ sinh chung với diện tích là 5,2m2 và một khu vực sân phơi để gia đình sử dụng có diện tích là 6,8m2. Rồi chúng ta sẽ đến với phần mặt đứng của công trình. Với phần mặt đứng thì sẽ cho chúng ta biết được phần chiều cao, chiều rộng của công trình, ngôi nhà của chúng ta có cân đối và hài hòa hay không. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy với việc mà chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp, chiều cao từ phần sân lên đến phần sàn cốt 00 của chúng ta là 750mm, tương ứng với mỗi một bậc là 150mm. Chiều cao của vị trí tầng 1 là 3,9m, chiều cao của vị trí tầng 2 là 3,6m và chiều cao của vị trí mái là 2,8m. Tổng chiều cao của công trình là 10,3m, rất là hợp lý và cân đối so với chiều rộng là 10,5m đúng không ạ? Với phần mặt bằng bố trí cửa thì sẽ cho chúng ta biết được các thông số về cửa, nhà cao, cửa rộng.
và nhằm đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta luôn tràn ngập ánh sáng, không khí tự nhiên cũng như là sự giao thông không khí với căn phòng, thì đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm và có trình độ cao sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta bố trí các không gian cửa và các kích thước cửa theo nguyên lý khí động học và cũng như là theo những cái thuần thức lưỡng bàn về phong thủy, để làm sao các gia đình chúng ta sử dụng ngôi nhà của chúng ta cảm thấy rất là hài lòng và thích thú khi sở hữu một không gian cực kỳ rộng và thoáng. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực cửa chính thì chúng tôi sẽ ký hiệu là D1, kích thước là 2m7 x 2m5. Các khu vực cửa sổ chúng tôi đều mở rộng với kích thước là 2m x 1m8. Các khu vực khác như là khu vực cửa sổ phụ, khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi đều thiết kế các khu vực cửa, quý vị nhé. Nhất là khu vực mà rất nhiều người ít để ý như là khu vực cầu thang của chúng ta thì chúng ta vẫn nên thiết kế những khu vực cửa sổ để làm sao không gian của chúng ta nó được sáng. Khi mà ban ngày chúng ta không cần sử dụng quá nhiều các thiết bị điện mà ngôi nhà của chúng ta vẫn rất là sáng và đẹp. Ở trên tầng 2 cũng như vậy, chúng tôi cũng đều bố trí các không gian đều rất là chi tiết rồi. Với phần mặt bằng lát sàn thì sẽ cho chúng ta biết được với không gian nào thì chúng ta nên lát các loại gạch nào và khổ bao nhiêu, kích thước bao nhiêu đúng không ạ? Để chúng ta có thể là dự trù được, chúng ta mua dự trù về phần kinh phí, dự trù về phần nguyên vật liệu. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy chúng ta sẽ chia các không gian ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có khu vực sảnh. Sảnh thì thường chúng ta sẽ ốp bằng đá hoặc là các loại gạch cao cấp, bởi vì dù sao khu vực sảnh cũng là nơi tiếp khách đúng không ạ? Sự trân trọng với các vị khách thì được thể hiện ngay ở khu vực sảnh. Cho nên là chúng ta thường sẽ khá là đầu tư khu vực sảnh này. Chúng ta có thể là sử dụng phần đá marble, tức là đá tự nhiên, hoặc là quý vị có thể sử dụng đá công nghiệp. Chúng ta sẽ lát khu vực sảnh, hai khu vực sảnh nhé, sảnh chính và sảnh phụ, chúng ta lát như nhau. Các khu vực khác như là khu vực phòng khách, phòng thờ và bếp ăn thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch khổ lớn, sáng màu, thường sẽ là kích thước 800 x 800, đây là các viên định vị nhé. Còn các khu vực như là nhà vệ sinh, nhà tắm thì chúng ta nên sử dụng các loại gạch ceramic có khả năng chống trơn. Ở trên tầng 2 cũng như vậy, các khu vực như là phòng thờ, phòng ngủ thì chúng ta sử dụng các loại gạch kích thước khổ lớn, còn khu vực nhà vệ sinh hoặc là sân phơi thì chúng ta sử dụng với kích thước nhỏ hơn và có khả năng chống trơn là tốt nhất. Kính thưa quý vị, vậy là vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về công trình của gia đình chú Dương có địa chỉ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các số hotline là 092-774-8888 để nhận được những tư vấn sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.